Đuôi chuột ở đâu nhầm? Dao bầu cắt tít mũi. Rồi. Không kịp, không không làm ra nhanh. Ra nhanh sợ nó biết trôi nhanh quá. Chào quý vị và các bạn đã đến với kênh video Điện Máy Bình Sơn. Hôm nay là ngày 1 tháng 6 là ngày quốc tế thiếu nhi. Và hôm nay một vị khách hàng đã phải bán cái máy 372 cho Điện Máy Bình Sơn để lấy tiền đưa con đi chơi. Tinh thần ông bố rất là đáng hoan nghênh đúng không ạ? Và cái hôm nay chúng tôi mua được một chiếc máy Toshiba 372 XP. Hàng này là hàng mới sử dụng cực kỳ ít. Khách hàng chia sẻ Điện Máy Bình Sơn là sử dụng một lần sau đó cất, sau đó không có nhu cầu sử dụng nữa. Các bạn có thể thấy được chúng tôi đã tháo cái lam ra. Còn cái lam nguyên bản mà khách hàng cũ mua sử dụng dùng, các bạn biết dài bao nhiêu? Dài 1m2. 1m2 các bạn ạ, nhìn khủng khiếp luôn. Do nếu mà chúng tôi lắp vào như thế thì quay nó hơi xấu, do đó thì chúng tôi đã tháo ra. Lát nữa test thử chúng tôi sẽ lắp vào cho các bạn xem. 1m2 nhá, 1m2 cái lam luôn. Và các bạn có thể thấy được ở đây là chiếc 372 XP hàng Husqvarna. Trước mắt quý vị các bạn đây, chiếc này thì tất nhiên rồi, nó sản xuất tại Thụy Điển. Chiếc này thì các bạn có thể lưu ý này, cái hình thức của nó thì giống hệt 100% so với 365. Nó chỉ khác so với 365 ở một điểm duy nhất, đó chính là đường kính quả piston của 372 này nó lớn hơn so với 365. Điều đấy thì dẫn đến là khi các bạn sử dụng 372 thì công suất sẽ khỏe hơn 365. Và một cái ưu điểm vượt trội nhất đó chính là phụ tùng thay thế của 365 thay sang 372 được. Vì vậy các bạn thay đồ, thay đạp của con 372 này rất là rẻ tiền thôi. Ví dụ các bạn thích thay đồ lô thì thay, thích thay đồ xịn thì thay, các bạn rất là nhiều sự lựa chọn và đa dạng. Và cái đồ 365 là cái đồ rẻ nhất trong tất cả các loại cưa rồi. Chứ bây giờ các bạn mà chơi con 390 hoặc 395 mà các bạn, hoặc là 576, các bạn thay đồ thì sự luôn, các bạn thay 100% đồ xịn thì có khóc méo mồm, nó khóc từng mán thôi. Đây là một trong những lựa chọn tuyệt vời, ok, để cho các bạn có thể lựa chọn sử dụng. 372 thì công suất nó lớn hơn 365. Tôi nhớ đâu đó thì quả con này như là 50 ly gì phải. Quả 365 thì là quả piston đường kính là 48 ly. Con này như 50 hay 51 ly, mình cũng không để ý kỹ lắm. Thôi nói chung là nó công suất lớn hơn 365. Giá của nó chênh 365 còn tầm 3 triệu, chênh gần 3 triệu. Hơn 2 triệu, gần 3 triệu đúng rồi, chênh gần 3 triệu so với 365. Thì các bạn có thể thấy được đây là một trong những chiếc máy mà các bạn mua nếu mà sử dụng khá là hay. Chiếc này thì chúng tôi sẽ quay chi tiết để các bạn xem mới đến mức như thế nào nhá. Đây các bạn có thể thấy sơn si các thứ, vỏ áo còn nguyên, không có một cái dấu hiệu xước sát gì cả. Tem này, 372 XP này các bạn thấy không? Chiếc này thì các bạn có thể thấy được sản xuất đời 2013. Máy thì rất là đẹp luôn, bô này ở bên trong các bạn nhá, nhìn mặt ngoài nó chỉ hơi bị gợn, gợn gì ở ngoài thôi, còn bên trong này mới tinh luôn, mới như chưa xài. Hơi này không có một cái điểm gì để chê cả. Các bạn nếu mà không tin những cái gì Điện Máy Bình Sơn nói, các bạn có thể qua Điện Máy Bình Sơn thì các bạn xem trực tiếp cái máy này. Chỉ biết thốt lên rằng là vì sao đẹp như thế. Đây các bạn có thể thấy được tem ở dưới bình xăng còn vẫn còn này. Bình thường những cái dưới bình xăng này hoặc lốc này là để dưới đất ấy, thì thường nó sẽ bị cọ sát vào đất, nó sẽ rất là nhanh xước. Đây các bạn có thể thấy tem còn chưa rách, phải hiểu tem giấy chưa rách thôi. Phần nhựa như các thứ còn nguyên chưa xước tí nào cả. Chiếc này tất nhiên rồi nó phải có chỉnh, có giảm áp để các bạn giật nổ nó nhẹ nhàng hơn, tay phanh. Nói chung tình trạng con này chúng tôi đánh giá mới đến 90%, hơn 90%, rất đẹp, gần như mới, dùng rất ít. Đây các bạn có thể thấy được ở bên trong nhá, bên trong đây nó zin từng tí, rồi ngay gặp gió nó rất là đẹp này. Rồi là các bạn thấy không, chế qua pro này, số đây. Nói chung là xịn xó hết, các bạn yên tâm luôn này. Nhông còn chưa mòn thế nào. Đây các bạn này, Made in Sweden này. Nói chung là các bạn mua hàng Điện Máy Bình Sơn thì yên tâm. Tôi mà kiểm duyệt hàng thì không phải nghĩ, cứ yên tâm mà dùng thôi. Đó. Đẹp, nói chung là chiếc này rất đẹp nhá, như mới. Tháo phần ốc này các bạn thấy ốc vặn lam bình thường nó rất hay chuét vì vặn ra vặn vào nhiều ấy. Này, nó gần như gọi là chưa chuét tí nào luôn. Rất ít này. Cái phần này nó xước vào thì bao giờ sơn nó sẽ rất là hay bung này, nhưng mà đây còn nguyên luôn. Nói chung con này thì quá đẹp. Đây các bạn có thể thấy ốc nó có dấu hiệu chưa bung một tí nào, ngay kể cả phần ốc tay cầm này. Nói chung là Bình Sơn chúng tôi chọn đồ thì các bạn yên tâm luôn, như thế mà dùng nó. Này các bạn thấy bên trong, tôi tháo thử cái ốc lam cho các bạn xem nhá. Này ốc lam nhá,
Made in Sweden này. À, chi tiết nào Made in Sweden luôn. Đẹp, xuất sắc. À, nhông này. Đồng tiền mới tinh. Nói chung là không có điểm gì để chê cả. Em Oregon này. Ok, đây các bạn có thể thiêm nhưỡng ở chiếc máy này. Ở đây chúng tôi sẽ nổ thử cho các bạn nghe tiếng garanti. Nếu các bạn thích thì chúng tôi sẽ lắp thử cái làm cho các bạn xem cắt thử như nào. Rồi, nếu các bạn thích thấy video này hay, mong like, subscribe kênh, đăng ký và chuông thông báo liên tục cập nhật những video mới nhất. Sau đây chúng tôi sẽ lắp làm xích zin của nó khi mà chúng tôi mua theo máy để cắt thử cho các bạn xem. Rồi, các bạn có thể thấy được cái lam của nó quá là dài. Lam này thì nếu mà lam hu xịn thì nó không có lam dài 1m2 đâu. Hu xịn thì nó chỉ có dài nhất là 1m thôi. Còn đây là lam thường các bạn nhá, tenda, nói chung là lam trượt. Tất nhiên rồi, dòng này làm gì có lam đầu bi, bi cái gì? Bi chỉ có lam nhỏ thôi. Xích này dài chưa? Dã man, xích này như hơn 60 mắt. Đếm ăn luôn. Thôi không đếm. Đếm mền Tết à. Dài dã man. Đấy các bạn thấy không? Tí nữa cho bạn kỹ thuật lắp xong không mà cho đứng đo xem chiều dài của máy với chiều dài của... Ủa, em đẩy đi nó khắc căng. Ủa dài quá, khó lắp. Sao em? Em gách sang đây rồi. Ừ. Sơn còi thấy dài không? Dài bằng của ông không? Ông nào cắt này bản lĩnh ấy nhờ. Quá là nặng. Ừ, nói chung cũng bản lĩnh rồi. Chả ai không xẻ mà cắt mà mang đi, mang con này đi cắt kìa. Mang con này đi nó mới tự tin. Cắt gỗ to rồi. Các bạn nha, lưu ý nha, các bạn nào mà cưa gái mà cưa gái không đổ cứ vác con cưa đến, đảm bảo cả nhà gái mở cửa chào đón, mời uống nước, cho luôn gái, không lấy tiền sinh lễ luôn. Trước tội như thế đấy. Các bạn xem lại video trước tội như thế đấy, muốn lấy vợ mà vợ nó mà nhà gái nó không gả cho bố vợ, không gả cho tôi, mang quả cưa đến gả gấp. Cả họ nhà gái gả gấp luôn. Bố vợ mời bạn vào uống nước chè luôn. Các bạn phải tỉnh đòn nhá. Vào uống nước chè phải vác cưa theo, vào uống nước chè mà để cưa ở ngoài thì thôi rồi. Tăng chưa? Căng gì em? Rồi ôi các bạn nhìn thấy không? Tăng đi em. Chịu ngay nhờ. Dài quá này, cái đuôi lam nó không chịu được. Đây là, đây gọi là phi kỹ thuật các bạn nhá. Bản thân đúng nhà máy của nó làm dài đúng 1m. Các bác Việt Nam mình về gọi là phi kỹ thuật. Cứ gáp lên là gáp được việc. Lam dài hẳn 1m2. Hãng nó không làm dài 1m2, chỉ dài nhất 1m. Nhiều bác chúng tôi thấy về còn cắt lam nối lên 1m6. Sợ thật. Kiểu cắt một lần vứt cưa luôn ấy. Không có cưa, không gỗ mà thử kiểu như này. Rồi em, làm cái. Đây đây, Quỳnh ơi, Quỳnh từ 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 đã. Quỳnh để nó đứng cắm lên đã. Đây các bạn thấy không? Phê chưa? Vác quả cưa này đi thì bố vợ gả vợ gấp cần gì nữa. Từ từ anh làm kiểu ảnh, xin người mẫu kiểu ảnh nhá. Các bạn có thể thấy được người mẫu đang tạo mẫu với cả chiếc cưa. Rồi ok, phang đi em ơi, tạo mẫu gì nữa. Cẩn thận nhá. Hạ xuống mà giật em ơi. Thằng nguy hiểm vãi. Cho nhớt xích chưa? Tặc. Các bạn thấy tiếng cưa giòn không? Rồi, em đi. Cẩn thận cái tay cưa nó vả vào cu là thọa mi ngừng hót đấy. Rồi. Cắt đi. Cắt cái gỗ kia kìa. Rồi. Nhìn thằng bé vác cưa mà thấy tội nghiệp. Đây gọi là máy lọc
Mang cái cưa làm rõ dài đi, cắt mổ gỗ rõ ngắn. Đúng rồi, ngoái lợp mỡ đi em. Không kịp, không dám ga nhanh. Ga nhanh sợ nó đứt gỗ nhanh quá. Không cần phải tì nhở. Thôi đừng quay cái lưỡi về hướng anh. Tay mày ga ga, mày cứ văng cái lưỡi về hướng anh. Kinh vãi à. Toàn cái tầm họa mi. Thôi à. Thằng này thằng chơi bạo lực vãi. Ơi, rồi. Thằng bạo lực quá. Các bạn thấy chưa? Thế nào gọi là mang dao bầu đi cắt tiết muỗi là đây này, đó đây là dao bầu, đây là muỗi. Rồi ok. Đặt làm nó hút luôn. Ok, tắt máy đi em. Thế nào sẽ có một số anh hùng nhảy vào là lấy gỗ to mà thử như gỗ này thôi. Các bạn gỗ to các bạn mang đến đây chúng tôi cho thử nha, tôi không có gỗ to đâu. Giờ gỗ hiếm lắm, bảo lấy gỗ mà thử thì hơi bị quay. Rồi đây các bạn thấy không, đuôi chuột, à đâu nhầm, dao bầu cắt tiết mũi. Rồi ok, nếu các bạn muốn mua hàng liên hệ điện máy Bình Sơn nha, giá con này 8,5 triệu. 8,5 triệu nha, 8,5 triệu kèo lam 1,2 luôn. Các bạn đổi lam thì hoặc các bạn mua lam khác thì tính tiền kiểu khác nha. Cứ combo như này lam 1,2, con này 8,5 triệu nha, quá hợp lý rồi. Rẻ hơn được, xem nào, rẻ hơn được 5-6 củ rồi. Rồi ok, cảm ơn các bạn quan tâm theo dõi, xin chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn ở những video sau.